Đêm ngày hôm qua thì bóng đá châu Âu đã chứng kiến rất nhiều trận đấu hay với sự xuất hiện của một số cao hùng lớn. Kết quả của những cuộc đụng độ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vị vô địch tại các giải đấu vào cuối mùa. Vậy cụ thể các đội bóng lớn đã chơi ra sao vào đêm qua? Còn tin tức nào đáng chú ý ở thế giới bóng đá hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Là ông lớn ra sân sớm nhất ở Ngoại hạng Anh đêm qua và Arsenal đã rất biết cách để giữ vững ngôi đầu của mình. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta chơi lấn lướt trước Leicester và thậm chí đã đưa được bóng vào lưới do công của Leandro Trossard 1. Tuy vậy, pha lập công này sau đó đã bị VAR hủy bỏ và hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa không đều. Thế nhưng các corner cũng không phải chờ đợi lâu khi vẫn là ngôi sao người Bỉ có một đường truyền xỏ háng đối thủ rất hay để kiến tạo cho Gabriel Martinelli ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả mà nó mang lại là tối đa khi 3 điểm trọn vẹn giúp Arsenal vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng EPL. Ra sân sau Arsenal vài tiếng và chính chiến thắng pháo thủ đã khiến Manchester City quyết tâm hơn trong cuộc đối đầu với Bournemouth. Julian Alvarez là người mở điểm cho The Citizen và rồi sau đó Erling Haaland cùng Phil Foden đã giúp nửa xanh thành Manchester dẫn trước tới 3-0 chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Hiệp 2 chứng kiến mỗi đội có thêm một bàn thắng và chiến thắng đậm đà 4-1 đã giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal với khoảng cách 2 điểm trên bảng xếp hạng. Là ông lớn ra sân muộn nhất vào đêm qua và Liverpool đã trải qua một trận đấu thực sự khó khăn trên sân của Crystal Palace. The Kop là những người cầm bóng và tung ra nhiều cú sút hơn trong hiệp 1, nhưng họ lại không thể cụ thể hóa được các cơ hội mình có để mở tỷ số trận đấu. Mọi việc diễn ra gần như tương tự trong hiệp 2 khi mà đã rất cố gắng nhưng không bên nào có thể tìm thấy mảnh lưới của đối phương. Trận hòa này khiến cho hành trình vào top 4 của lữ đoàn đỏ vẫn là hết sức gian nan trong thời gian tới. Sau khi đã đại thắng Liverpool ở Champions League thì Real Madrid đã tiếp tục phải gặp một ông lớn khác tại La Liga, đó chính là Atletico Madrid. Đúng với tính chất của một trận derby thì cuộc chiến ngày hôm qua đã chứng kiến những pha bóng hay những tình huống va chạm rất nảy lửa. 6 thẻ vàng được chia đều cho hai bên và một tấm thẻ đỏ đã được tặng cho Angel Correa ở phút 64. Tuy vậy trong thế thiếu người thì Atletico Madrid lại bất ngờ mở tỷ số do công của Jose Jimenez ở phút 78. Thế nhưng những nỗ lực của Los Blancos đã được đền đáp khi kẻ kèn trắng có bàn gỡ hòa do công của Alvaro Rodriguez trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận hòa nhiều cảm xúc này khiến cho cả hai nửa của thành Madrid đều đối diện nguy cơ bị Barcelona gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng khi mà Blaugrana chỉ phải gặp Almeria vào rạng sáng ngày mai. Có thể nói những người hạnh phúc nhất làng túc cầu lúc này chính là các fan của Napoli khi ông lớn nước Ý đang thắng hòa nhờ hiệu suất ghi bàn cực khủng của Victor Osimhen. Điều này tiếp tục được thể hiện vào đêm qua khi đội chủ sân Diego Armando Maradona đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng trước Empoli. Thầy trò Luciano Spalletti là những người mở tỷ số trước sau pha phản lưới nhà của đối thủ và rồi Victor Osimhen là cầu thủ đã kết liễu trận đấu với pha lập công ở phút 28. 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu và có lẽ ngày Napoli đăng quang Serie A đã ở rất gần rồi. Khác với những mùa giải trước thì cuộc đua vô địch tại Bundesliga năm nay đang diễn ra rất kịch tính. Ba đội dẫn đầu đều có 43 điểm sau 21 vòng đấu và vào hôm qua thì Dortmund đã chính thức vươn lên khi được đá ngay trước hai đối thủ một ngày. Đội bóng vùng rùa có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của Hoffenheim và kết quả này là đủ để câu lạc bộ áo vàng đen chiếm lĩnh ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Vào đêm nay thì hai đội đang xếp dưới, Dortmund đó là Bayern và Union Berlin sẽ gặp nhau nên khả năng ngôi đầu đổi chủ vẫn có thể xảy ra. Tạm rời xa những giải đấu ở châu Âu thì vào tối qua Cristiano Ronaldo đã tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của câu lạc bộ Anas. CR7 ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 18 và rồi sớm hoàn thành cú hat-trick của mình trước khi hiệp 1 khép lại. Đây đã là dấu ấn cực kỳ đậm nét mà ngôi sao người Bồ tạo ra để giúp câu lạc bộ chủ quản tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đáng chú ý, tiền đạo 38 tuổi đã góp dấu giày vào 10 bàn gần nhất của câu lạc bộ Anas và có thể nói đội bóng này đang sống dựa vào sự xuất sắc của chủ nhân năm quả bóng vàng. Những kết quả thành công gần đây của Manchester United có dấu ấn không nhỏ đến từ các bản hợp đồng mà họ đã mang về vào mùa hè. Điều này chắc chắn thúc giục Quỷ Đỏ tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu tiềm năng và mới đây thì truyền thông đã bật mí một cái tên đang lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Theo tờ Corriere dello Sport, đoàn quân của Erik ten Hag đang quan tâm đến việc đưa trung vệ người Hàn Quốc Kim Min-jae đến với xứ sở sương mù. Được biết tài năng của châu Á năm nay 26 tuổi và đang chơi rất tốt trong màu áo của Napoli. Như vậy là chúng ta cũng tìm hiểu về những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Đêm nay ngoài trận chung kết Carabao Cup thì một số ông lớn cũng ra sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem có bất ngờ nào xảy ra hay không. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật vui vẻ và bình an.